Ngày 29 tháng 6, xảy ra vụ cháy nhà hàng 7 tầng trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 21 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Khói lửa bùng lên từ lầu 4 của nhà hàng này, ngay sau đó nhiều người bên trong hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 1 đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy. Tại hiện trường, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận tầng 4 căn nhà, phun nước vào bên trong dập lửa. Đến 21 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Thời điểm xảy ra cháy, cơ sở này đang tạm ngưng hoạt động. Được biết, tòa nhà này cao 7 tầng do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nhà hàng No One làm chủ. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn cùng con số thiệt hại đang được lực lượng chức năng thống kê làm rõ.